Bốn vị trí trên cơ thể chuyển màu đen báo hiệu gan không tốt. Gan đóng vai trò quan trọng trong việc chống oxy hóa và lưu giữ glycogen. Nếu có vấn đề về gan, chức năng gan sẽ suy giảm, chất bilirubin không thể được chuyển hóa đưa ra khỏi cơ thể, dễ dẫn đến các triệu chứng như vàng mắt, vàng da. Ngoài hai đặc trưng rõ ràng dễ thấy nhất này, còn có bốn nơi khác trên cơ thể dễ chuyển thành màu đen khi chức năng gan thực sự không tốt. 1. Sắc mặt trở nên đen sạm. Nếu bạn thấy sắc mặt bạn ngày càng nám đen, thì có khả năng bạn có vấn đề về gan do chứng nám da ngày càng nặng, còn được gọi là tăng hắc tố melanin. Nguyên nhân chính là do có bệnh về gan khiến sự trao đổi hắc tố melanin không còn được bình thường, hoặc là vì bilirubin trong cơ thể không thể được chuyển hóa ra khỏi cơ thể, tích tụ trên bề mặt kèm theo là hiện tượng da thô ráp không còn bóng bẩy. 2. Tĩnh mạch vùng bụng nổi lên có màu xanh đen. Trong điều kiện bình thường, chúng ta không thể thấy được các tĩnh mạch vùng bụng. Ngay cả khi nhìn thấy thì cũng chỉ có thể thấy mờ mờ. Nhưng nếu có bệnh về gan, máu lưu thông trong tĩnh mạch vùng bụng có thể bị cản trở, làm cho tĩnh mạch nổi lên. Bệnh xơ gan cổ trướng càng nặng thì càng dễ thấy hiện tượng này. 3. Mắt có quầng thâm. Nhiều người băn khoăn, rõ ràng là mình ngủ đủ thời gian, nhưng tại sao lại bị thâm quầng mắt? Thực tế, gan xấu cũng có thể gây ra hiện tượng này, vì bệnh gan có thể gây rối loạn chuyển hóa hắc tố melanin, đặc biệt là vùng quanh mắt, dễ hình thành quầng tròn đen. 4. Môi thâm đen. Trong thực tế, hiện tượng môi thâm đen có liên quan đến nhiều loại bệnh, chẳng hạn như những bất thường trong hệ thống tiêu hóa, cũng sẽ làm môi chuyển sang màu thâm đen, hoặc thiếu oxy máu do bệnh tim mạch cũng có thể là nguyên nhân khiến đôi môi chuyển sang màu thâm đen. Còn đối với người gan xấu, môi sậm, màu thâm cũng là một biểu hiện của bệnh gan. Nếu bạn có đôi môi thâm đen thì nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để kiểm tra những bệnh có liên quan. Thực phẩm làm sạch gan. Ô mai mơ có tác dụng nuôi dưỡng gan, có thể cải thiện khả năng giải độc cho gan. Nếu có thể thì hãy dùng thường xuyên để thanh tẩy cho gan của bạn. Tỏi đen có thể ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp glycogen trong gan, là vô giải độc của tự nhiên, rất tốt cho gan. Selen trong tỏi đen có thể quét dọn các độc tố và rác rưởi trong gan, bảo vệ gan đặc biệt tốt. Vừng đen cũng giúp cải thiện sức đề kháng của gan. Selen trong hạt mè đen sẽ kích thích miễn dịch của cơ thể, tăng cường chức năng miễn dịch cho cơ thể, cải thiện sức đề kháng bệnh gan. Có một số chất trong mè đen có thể ngăn ngừa xơ gan, giúp giảm thiểu các bệnh về gan như xơ gan hay viêm gan. Quả sung giàu axit hữu cơ và nhiều loại enzyme có hiệu quả trong giải độc gan. Dùng canh súp gồm quả sung khô, ngô đen, đậu đỏ, đậu phộng có hiệu quả làm sạch gan rất tốt. Bột sắn dây cũng giúp nhanh chóng cải thiện chức năng gan, có tác dụng tốt trong cải thiện sự tái sinh của tế bào gan, có thể nhanh chóng giúp chức năng gan trở lại bình thường, loại bỏ độc tố trong gan, kiên trì uống mỗi ngày sẽ đem lại hiệu quả rõ ràng. Quả trà là có tác dụng giải độc bảo vệ chức năng của gan rất tốt. Hàng ngày ăn một quả sau khi ăn sáng, giúp làm sạch các chất độc còn lại trong gan, qua đó bảo vệ gan. Ngoài ra, còn có các loại trái cây và rau quả giàu vitamin C như cam, dâu tây, táo, kiwi, lê, cà chua. Thực phẩm giàu vitamin C giúp cơ thể chống oxy hóa, cải thiện sự trao đổi chất tế bào gan. Thực phẩm giàu vitamin E, vitamin B, chẳng hạn như óc chó, hạt thông, gạo kê, giúp bảo vệ tế bào gan, thúc đẩy chuyển hóa protein, đường, axit béo. Thực phẩm có protein chất lượng cao, chẳng hạn như cá, trứng và thịt gà, đậu phụ, sữa, vì protein chất lượng cao giúp phục hồi tế bào gan. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.